Cấu trúc máy hẹn sóng analog phần 2. Trong phần 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về loại máy hẹn sóng analog. Video này ta cùng nắm thông tin về bộ quách đại lệch dọc, bộ quách đại lệch ngang và bộ nguồn. Tia electron đi xuyên qua hai đôi bản cực như trong hình, nằm giữa hệ thống tia và màn huỳnh quang. Hai đôi bản cực này có thể làm lệch tia electron theo chiều dọc, trục Y và chiều ngang, trục X. Hiện tượng lệch theo chiều thẳng đứng của tia electron được gọi là lệch dọc và hiện tượng lệch theo chiều ngang được gọi là lệch ngang theo chiều Y, X tương ứng. Bộ quách đại lệch dọc cung cấp điện áp lệch cho bản cực làm lệch Y. Bộ quách đại dọc phải có khả năng khuếch đại điện áp một chiều và xoay chiều một cách đều đặn đến tần số MHz. Ta có thể chỉnh vị trí nằm yên ở hướng thẳng đứng của tia electron bằng núm E-pulse đánh số 3 trong hình. Tín hiệu đo được nối với đầu vào Y, input đánh số 4, qua một dây đo hay đầu dò có bộ chia. Với đầu dò có bộ chia như ở hình bên, ta có thể đo điện áp đến 600V. Bộ chia hạ điện áp xuống theo tỷ lệ 11 hay 101. Bộ khuếch đại lệch ngang cung cấp điện áp cần thiết cho bản cực X. Thông thường, ta cần theo dõi diễn biến của một tín hiệu theo thời gian bằng máy hiện sóng. Tia electron cần phải quét. Ví dụ như trong hình, trong cùng một khoảng thời gian, ví dụ 2 megajoule trên cm, trên cùng một đoạn đường nằm ngang trên màn hình, điện áp hình răng cưa ở bản cực X điều khiển tia electron một cách đều đặn trên màn hình. Bộ làm lệch tia thời gian, hay còn gọi là máy tạo sóng quét. Máy tạo ra một đại áp răng cưa với tần số có thể điều chỉnh được. Chiều dài của một chu kỳ có thể được chỉnh bằng công tắc nhiều tiếp điểm hay công tắc chỉnh theo nấc time DIV được đánh số 5. Đường cong hình sin của điện áp đo cần thể hiện luôn bắt đầu cùng một vị trí trên màn hình của máy hiện sóng. Người ta có thể buộc việc này xảy ra bằng quá trình khởi động, nghĩa là khởi phát điện áp lệch hình răng cưa vào thời điểm có chủ đích với các xung khởi động. Ta có thể chỉnh độ cao của điện áp tức thời ở đầu vào Y với núm level được đánh số 6. Công tắc chọn đầu vào được đánh số 7 có vị trí DC và AC. Ở vị trí DC, ta đo được điện áp một chiều hay điện áp hỗn hợp. Ở vị trí AC, ta chỉ đo được điện áp xoay chiều. Bộ nguồn của máy hiện sóng cung cấp điện áp hoạt động cho các nhóm linh kiện cũng như điện áp cathode và xung, ví dụ 15 kV cho đèn tia electron.